Út Hiểu xin chào đại gia đình thân yêu của mình nha. Dạ xin chào ạ. Dạ Út Hiểu xin mến chúc cho đại gia đình thân yêu mình có một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và thật nhiều thành công trong công việc ạ. Thì hôm nay Út Hiểu có đi chợ đó cả nhà, mua được hai con cá lóc với lại một mớ bông bí nè. Cái hồi nãy Út Hiểu có đi ra vườn hái một mớ mồng tơi mà Út Hiểu hôm bữa trồng á, này nó cũng lên cao cao rồi. Hôm nay Út Hiểu sẽ làm cái món cá lóc hấp bông bí á cả nhà. Thì mời cả nhà cùng theo dõi coi là Út Hiểu sẽ làm như thế nào nha. À mà cả nhà ơi, cả nhà biết không, hôm nay á cả nhà, chị Tư của Út Hiểu có xin nghỉ làm được mấy ngày á. Cái chị Tư giọt đẹ về đây để chơi với Út Hiểu, sẵn là Út Hiểu về á, Út Hiểu thấy là lâu rồi chị em không có ngồi hội ngộ chung á, nên là Út Hiểu cái giọt ra chợ mua mớ bông mí với lại mấy con cá lóc về làm cái món cá lóc á, bông mí chị Tư ăn đó cả nhà. À, cái gỗ mồng tơi này chắc Út Hiểu cắt được nè. Mồng tơi đốt làm gì ăn Út? Em hấp chung với bông mí luôn nè chị. À. À, mà hồi sáng á, Út Hiểu đi chợ á chị Tư, kiếm đập bầu hoài à, mà không thấy, nên là về thấy chế lại luôn, chế lại lấy hái mồng tơi á để vô luôn cho nó đẹp. À mà Út học cái món này ở đâu vậy? Chị thấy lạ quá, đó về nhà mình chưa làm ăn. Em mới học ở trên mạng đó chị. Hôm nay em ở nhà em nằm em buồn buồn em coi á, em coi nó cái món ăn á. À cái em thấy đó giờ em chưa thấy chị ăn món này đúng không? Đúng rồi. Nên là nhà mình cũng chưa ai ăn luôn. Đúng rồi. Hôm nay là em học cái em về em mua về em nấu thử nè cái này. Để coi chị thử tay nghề của em coi sao nha. Ừ. Thì đó giờ chị chỉ thấy là cá lóc hấp bầu này kia nọ thôi, với đập bầu này kia nọ thôi, chứ chị cũng chưa thấy là hấp bông bí. Chị mới thấy lần đầu đó. Ừ. Bữa nay em cho chị thử thức món này thử. Mà món này Út Hiểu cũng chưa ăn luôn đó cả nhà. Còn chế nữa chứ, còn hấp thêm mồng tơi nữa mới chịu. Chế coi ăn có ngon không, để Út Hiểu thử đọc trước rồi cho cả nhà ý kiến nha. Ê Út ơi, cái gì chị? Cái sông này công nhận ha, bao nhiêu năm mà nước nó vẫn trong như vậy ha. Nhớ ngày nào nước nó cũng như đục chứ. Hôm nay nước nó trong, nuôi chị em mình khôn lớn như bây giờ. Bây giờ nó vẫn trong như ngày xưa. À, đúng rồi. Hồi nhỏ nhớ, em còn nhỏ nhỏ, cái hai chị em mình tắm với loại chấm chấm vậy. Mà giờ hai đứa cầm kina hết rồi. Ờ à. Thì cái đó là tuổi thơ mà ai cũng có một thời tuổi thơ dữ dội à. Mà cái sông này, nhờ cái sông này mà em biết lội á chị Tư. Đúng rồi. Chị còn biết chị, sao không? Còn chị thì xém chết vì cái sông này. Kiểu như cái sông này nè, sau này nè, có nước máy người ta cũng không cần nước sông như này nữa. Đúng rồi. Nhiều khi người ta còn chơi cái sông này dơ nữa chị. Nhưng mà em thấy cái sông này vẫn sạch như thế nào á. Thì nói chung là này... kiểu như có chăn quên khao gì nè, có chăn quên đèn. Có cái gì, có đèn dầu quên, có quạt gió phụ quạt mơ hả? Nhưng mà thôi, có thì có chứ, dù gì cũng là một thời dùng nước sông mà, nói gì vậy? Tính nó nho mà nho không thành công. Cái này phải ăn nho nhiều vô mới nói nho được rồi. Cả nhà ơi, hồi nãy giờ đây quay thì Út Hiểu đã rửa xong hết rồi đó. Bây giờ Út Hiểu sẽ nấu nha cả nhà. Chị có đem cái hộp quẹt không? Xong mượn đây. Ôi, bẩn luôn. Ủa sao chị biết mà cái nước gà không cháy mà chị đem hay quá vậy? Vậy chứ, chị mới hay chứ. Cái nước gà này nó cũng bình tĩnh, giống như em vậy. Ủa, bây giờ mình sẽ để dầu vô nha cả nhà. Biết lý do gì chưa? Nước á. Nồi chưa khô nước mổ. Không phải, cái chén nước mà em làm rớt thì giọt vô á. À. Chứ không phải là tại em bắt dầu chứa sao đâu. Tỏi, dầu không xin để tỏi vô đó cả nhà. Thơm không? Thơm không? Thơm nha. Đó cũng nha. Đi chợ hả?
Dạ. 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 Em bắt lửa này quá. Thử cho nó mắc mùi tanh cá hả Út? Đúng rồi đó chị. Vì em thấy hình như là làm gì mình người miền Tây mình cũng thử xương hết trơn. Đúng rồi. Nhưng mà ở những cái miền khác thì Út không biết. Rồi rồi, hồi lại nữa. Thầy ơi, sao khổ vậy nè. Bây giờ cá, trong thời gian Út những đợi cá chín á cả nhà. Bây giờ mình sẽ làm muối ớt á cả nhà. Rồi chiên hấp nước lên, chị Tư ơi. Chị nghe thơm quá Út ơi. Em đói bụng rồi đó. Nhưng mà bữa nay mình đâu có ăn kèm với cái gì đâu. Thì mặt em gian không chị Tư? Thấy mặt Út hơi cũng hơi gian gian đó. Chị cũng chưa đoán ra là Út đang làm định làm cái gì nè. Chị sẽ chờ tiếp theo nha. Chị phải chờ đợi nữa. Em đi chị đợi cá chín đi là em không bật mí cho chị. Cá chín mới bật mí được hả? Giờ chưa bật được hả? Đúng rồi. Giờ mình bật mí trước không? Không còn gì hấp dẫn để cả nhà xem hết chưa? Cả nhà ơi, cả nhà thấy mặt Út Hiểu gian, cả nhà đoán rồi, Út Hiểu làm gì Út, cả nhà. Chị Tư gian cái bột ớt đi chị Tư. Tưởng đâu, đi đâu chị Tư em tưởng đâu cả tháng trời. Tại Út biết sao không, tại Út ở nhà. Không làm gì đó. Ở nhà Út trông ghiếc á, nên nó lâu. Út quê Út. Út ăn gì mà cay dữ hèn ôn vậy Út? Cả nhà ơi. Nhịn chém muối ớt thấy à. Thấy đỏ mặt luôn rồi đó cả nhà. Út Hiểu mới test thử cả nhà. Nhưng mà cái này giống như cá lóc mới ngon. Phải tí em nặng chanh vô. Thì em hâm cá rồi. Cũng đâu có nóng đâu ta. Là bớt lửa nhỏ lên đó. Ủa hai vợ chồng đang ôm nhau. Ôm nhau ngủ ở trong trong lò hơi hả? Đúng rồi, đang trong hơi. Cái này đợi đến nhận lửa lớn lên. Để con bí vô. Hồi quên chọc vô dục cái nắp vô cái thông luôn quá. Cái này là Út Hiểu hấp á, tại vì bông bí mình hấp từ đầu thì nó sẽ không có ngon. Trời ơi, nhìn nó hấp dẫn không chị Tư? Út nêm chị, Út nêm rồi không? Nãy em có nêm rồi nhưng mà cái khúc đó em quên kêu chị quay. Để ngồi nêm lại khoan. Quên nêm lại đó. Nãy có nêm nhưng mà chưa có thử. Cũng vừa ăn rồi đó chị Tư. Giờ đậy nắp lại hay sao? Đậy hết chưa luôn ha? Ủa món Út làm mà sao Út hỏi chị? Tại em sợ khi để hết vô mình mà quên rồi. Mà chắc không nhiều đúng rồi, tại vì bông bí nó còn héo lại nữa mà. Đẹp lại nữa. Có nhiều đâu. Chị chờ em chút xíu nha. Để em đổ vô. Không phải là đổ mà em để vô. Ủa cái nồi nhiều dao quá vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ đậy nắp lại, đợi bông bí với một tơi chín nha nha. Bởi vì khổ cái nắp mà cũng hở, đói bụng. Bây giờ trong thời gian chờ đợi bông bí với lại mồng tơi á, chín thì Út Hiểu sẽ dắt chanh và chén muối ớt. Trời ơi, thấy ngon không chị Tư? Thấy là khoái khoái rồi đó. Mà chị đừng có gì ta? Chị đừng phun ra lửa hả? Hồi chị ăn chị đừng có thích nè, đừng. Thấy nhiều ớt hơn là chanh nữa. Trời ơi, nhìn chén ớt. Không thể nào chén ớt thấy đỡ tươi cả nhà, thấy là thấy phun ra lửa rồi đó. Chị thấy lửa không? Thấy. Ê, chị Tư, chị thấy cái ngoài chuối không? Hả? Thấy. Ông Sáu chổi cái cây lên thì nó nặng quá hay sao, nó gãy gì vậy? Không, chắc cái này Út biết sao không? Gió thổi chiều trên thì xuống nè. Chuối nó nặng á. Nên ông Sáu ông chọi cây vậy đó. Nhưng mà không chọi thì nó sẽ gãy đúng không? Đúng rồi, nó gãy cổ nha. Gãy cổ. Không biết là đã chín chưa ha.
thơm quá trời thơm Út ơi. Ồ, em ngồi dưới gió mà em muốn xỉu luôn á chị Tư. Đang đói bụng mà gặp cảnh này nữa. Bây giờ em tắt hành em để vô cái là tắt nữa là vừa rồi đó. Bây giờ nó rớt. Ê nóng. Quên. Ôi, thơm quá chị Tư ơi. Chị thơm không? Em thấy là em đói bụng khoái luôn. Khoái rồi đó nha. Mà hỏi xuống hướng em không à. Ôi, nó thơm. Dạ, em sẽ để tiêu vô. Em tắt lửa xong em để tiêu vô. Xong rồi mình đem ra ngoài dĩa. Ôi, nó thơm. Bát ngát luôn Út ơi. Trời ơi, nó thơm. Đau bụng muốn xỉu. Bây giờ Út Hiểu sẽ bày ra dĩa nha cả nhà. Ôi ôi nó ngon. Coi con bí, cái này ngọt dữ lắm luôn á chị Tư. Hồi nãy em để xịu rồi mà ngồi chắc cái này ngọt là tại con bí á. Cả nhà ơi, hồi nãy giờ á Út Hiểu cũng đã nấu xong cái món là cá lóc hấp bông bí rồi đó cả nhà. Một chén muối ớt nè cả nhà. Ôi ôi nó ngon. Cái này mà thiếu muối ớt là đâu có chịu nổi đâu. Cái này chấm với nước mắm cũng không bằng nữa. Bây giờ Út Hiểu sẽ ăn thử trước. Giờ ăn miếng cá lóc trước đi. Hôm bữa hấp bầu thì ăn cá lóc trước. Coi thử là nó ngon. Nó thịt nó ra sao. Chấm với miếng muối ớt nè. Ôi ôi. Út Hiểu mời cả nhà nha. Ôi ôi, cái thịt nó ngọt đó nha. À mà hôm nay á, à, em không có ăn với cơm hay là gì hết trơn cả nhà. Út Hiểu sẽ ăn với bông bí thôi à. Ăn không, món này là ăn không, không có ăn với cơm hay bún gì hết trơn á. Hết biết cái bông bí nó ngọt rồi chị Tư ơi. Ăn không không dễ hả Út? Đợi em xíu nè. Nặng quá. Ôi. Trà đá hả Út? Cái này là sinh tố lúa mạch tới cả nhà. Sinh tố lúa mạch đấy, chị Tư có nghe không? Không nha, chị mới nghe á. Trời ơi. Cái này mà uống với một miếng sinh tố lúa mạch thì nói chung là hơi bị ngon luôn á cả nhà. Không thể nào mà hiếu cái món này được. Tại vì rất là, cái này là mồi bén mà. Mời Út Hiểu mời cả nhà nha. Công nhận trời đang nóng mà uống dùng cái ha, nó mát thì gì đâu. Mời cả nhà nha, mời chị Tư. Xíu chị Tư vô ăn chung với em luôn đi. Tại này em làm đãi chị mà. Rồi. Thế hôm nay Út làm nhìn hấp dẫn đó. Quá trời ngon không chị Tư? Thấy cách trình bày Út làm cũng đặc biệt, khá đặc biệt. Làm đãi chị hả Út? Đúng rồi. Mừng chị về hả? Mừng chị ngày, ngày chị trở về. Vài bữa chị ra đi bỏ em tiếp tục. Cái miếng thịt đó chị Tư. Cái nước của cái bông bí á. Nó thấm cái nước của cái bông bí á, nó ngọt ngay à. Cái này là bông bí này là hồi nãy Út Hiểu ra được có tí xíu à. Đúng rồi, bông bí nó ra nước nó ngọt lắm. Nó ngọt ơi là ngọt luôn á. Xin chào cả nhà nha. Hai chị em Út Hiểu xin chào cả nhà nha. Rồi bây giờ rồi về Út đãi món cá lóc hấp bông bí. Ăn đi chị Tư ơi. Ăn đũa lên đi. Trước đi. Cái màu tròn xong rồi cho cả nhà. Dạ xin mời cả nhà nha. Nè chị Tư chín. Ngọt. Không biết nó ngọt, nó thấm, nó ngọt ngon lắm đúng không? Không nhận, ngon thiệt. Không, Út Hiểu ăn rồi đó cả nhà. Bây giờ Út Hiểu sẽ thử đọc trước rồi. Bây giờ cả nhà có thể làm món này ăn thử nha.
cay thì đúng không? Cay không? Cay. Chừng ra lửa không? Cay hả? Để em giải giải cứu chị. Bằng cách chúng ta phải chữa lửa bằng tinh tú nước mặt. Chị đã tinh tú nước mặt nha cả nhà. À, là Út chào mừng chị về bằng cách là dùng tinh tú nước mặt đó hả? Đúng rồi đó cả nhà. Út Hiểu chào mừng chị Tư về và giờ chị lớn chị uống trước đi. Uống sao đây ta? Chị cắt nửa ra đi. Cắt nửa hả? Dạ xin mời cả nhà nha. Uống chung ly luôn. Bữa nay không có cảnh mà vô vô giống như bữa. Vô vô giống như bữa tỉnh quá trời tỉnh. Lúa mạch này ngon quá ha ca, Út Hiểu ha. Cái này là lúa mạch thiệt đó cả nhà. Chứ không phải trà đá đâu. Còn cái lơm mí nữa cả. Cá ngon quá trời. Nó ngọt ha. Tính ra công nhận cả nhà. Út Hiểu nhà tìm tòi những cái món hay thật á. Từ từ cái nhà xem kênh Cúc Hiểu, từ từ cả nhà sẽ thấy những cái món độc lạ chưa từng có luôn. Ngọt. Nhiều khi món đó Cúc Hiểu tự chế ra nó cũng chừng. Nè giống như cái này là người ta hấp với đợt bầu, nhưng mà Cúc Hiểu là Cúc Hiểu hấp như cái đợt hồng tơi. Có đợt hồng tơi nhưng mà quên. Ngon quá. Ngon quá quên. Ngon mà cay cả nhà. Từ xíu như chén rồi. Thôi để đây đi, hồi mình dọn. Quá ngọt luôn á. Cái này mà mấy anh hay là mấy chị nào á có nhậu được á, cái làm cái món này là ăn nhâm nhi cũng rất là ngon luôn. Ngon quá. Cái món này mà ăn với cơm chắc cũng hết được rồi mấy chị ta. Đúng rồi, ngon thiệt luôn á. Ngon mà cay nha cả nhà. Chị là cay quận hồi là em cho chị thỉnh luôn. Mà cay thiệt. Chị đừng có phun qua bên em, phun lửa qua đi. Sẽ cháy luôn rồi. Ở dưới anh cặn thì mình phun cháy. Còn ở đây là phun là không có cháy đâu hết trơn á. Phun là cháy đi, cháy đi lỗ tai em nè. Cháy lắm. Mà ngồi ăn dưới sông rồi nó gió mát, gió hiu hiu nó mát cả nhà ơi. À mà cả nhà nha, để em kể cho cả nhà nghe nha. Hồi nhỏ cũng là cái con sông này nè mà em xém chết luôn á cả nhà. Trời ơi. Ủa sao mà chị xém chết chị ta lại quá. Cả nhà cho em xin phép với em chữa lửa cái cay quá, cay đỏ mặt hết luôn cả nhà. Bây giờ Út Hiểu mời cả nhà nha. Hồi nãy chị tự uống trước thì Út Hiểu sẽ uống trước, mời cả nhà. Cay quá. Ừ, cái mặt bá đỏ kìa cả nhà. Cay á cả nhà. Cay thì cũng như tôi. Chữa lửa đi rồi chị kể cho em nghe sao mà hồi nhỏ mình chị nói chị xém chết. Là gì nè. Hồi đó là ở dưới sông này á, cái kiểu như hồi đó sông cạn á cả nhà. Cái ông Năm ổng vác đất lên mà đất mô mà trồng cây á. Lúc đó em khoảng chừng 6-7 tuổi là đâu có biết bơi đâu, đâu biết lội đâu. Cái xong cái tưởng là đất đất bằng đi, đang đi đi cái sụp xuống hố. Rồi uống nước một bụng no no nóc luôn. Xong cái anh ba ảnh đi chơi về, anh thấy vuốt dùm tóc lên, thờ anh nhảy xuống anh vớt lên, lúc đó là thôi hết hoặc quạt quại cho xém chết luôn cả nhà. Bởi vì giờ em thấy chị nhiều lúc cũng cưng cưng. Nên nhiều lúc em man man á cả nhà, té xong á cả nhà. Rồi cả nhà không thấy đâu, chỉ có Hiểu ở trong nhà mới thấy thôi. Rồi thiệt luôn á. Đúng cay luôn Út. Thôi em phun cay nhưng mà ngon. Em phun qua chị là cháy nhà. Ủa lộn, cháy tóc chị. Tóc chị bới lên chắc con không tin nổi nào. Bắt qua cháy đớm 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 đớm. Còn em, chị mà phun qua em là cháy hết. Công nhận cái món này nhậu ngon ghê á. Không, cái món này những anh trai mà hay mà nhâm nhi lai rai á, em khuyên thật luôn á. Cái này mà làm nhâm nhi lai gai là thiệt, thật sự rất là ngon luôn á cả nhà. Mà cả nhà nhiều khi vô nói là Út Hiểu là kênh Út Hiểu là kênh Út nhậu á không? Không có. Tại uống cho cả nhà xem cho vui á. Chứ thật ra là cũng ít nhậu dữ lắm. Chứ lại bình thường ít nhậu lắm cả nhà. Tại do là một vấn đề là tại lâu lâu em đi bữa là em nhậu là do là em đi xa nè.
rồi với lại em chuẩn bị đi làm á nên hai chị em nhậu chia tay. Rồi hôm tạm nay chia em tay. Nhậu tạm chia tay rồi hôm nay em về á thì hai chị em nhậu ăn mừng á cả nhà. Mừng em về chung vui với Út Hiểu. Với lại thêm phần nữa cả nhà. 2 tháng 9 vừa rồi là sinh nhật của chị Tư Út Hiểu nên là bây giờ kiểu như là Út Hiểu làm sinh nhật muộn cho chị Tư á nhưng mà không có bánh kem. Cái này thay thế bánh kem được rồi đó. Cái này ngon hơn bánh kem luôn á. Cái này ngon hơn bánh kem nên bánh kem giờ cũng ngán. Nhưng mà cái này ăn thì có ý nghĩa hơn, còn bánh kem đó mình chỉ ăn giải trí thôi. Đúng rồi. Cái này ăn là xỉn luôn á. Xỉn mồi. Xỉn mồi, ngon quá. Mà chị thấy em nêm gì được chưa? Ngon, Út nêm ngon. Công nhận cái thịt của con cá lóc này nó ngọt. Nó ngọt mà thêm cái phần đó là kiểu như nó không phải cá lóc nuôi á. Cũng dạng nuôi nhưng mà nuôi thiên nhiên á cả nhà. Cái này nuôi mà nuôi trong đìa á cả nhà. Chứ không phải nuôi mà cho ăn thức ăn giống người ta này, cho ăn thiên nhiên thôi à. Ôi, ngon quá. Chảy nước mũi chị Tư ơi. Chị đang cảm Út cho ăn cay mà hết cảm luôn á. Đổ mồ hôi hết. Út Hiểu cũng bị Út Hiểu cũng ở nhà Út Hiểu cũng bị cảm luôn. Út Hiểu gọi video nó quay cho em á cả nhà. Nhờ có lúa mạch chữa lửa không thôi là hai đứa phóng xong hết rồi. Chị đỏ dữ không? Bớt rồi đó. Mà em đỏ dữ không cả nhà? Chị thấy trái ớt không? Thấy. Nó giống giống vậy đó cả nhà. Chị thấy cái mâm đỏ trái, đỏ lừa, đỏ 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 mà kiểu như đỏ đỏ tươi luôn á. Rồi chén muối nữa. Mình để cái này là qua riêng đi chừa cho ba mẹ ăn thử cho biết. Ừ. Ăn bên đây thôi. Ôi công nhận nó ngon hết chị ơi. Cho chị cái lon lúa mạch. Cái lon gì? À. À, trời ơi thông minh dữ ta. Nãy giờ em không nghĩ ra. Thấy chị để mới để. À mà chị Tư. À. Khoan khoan. Mặt ho quá. Bình tĩnh. Sao cái nào? Gì ta? Hồi đó là cái thùng này là có đó giờ là nhiêu năm mà chị Tư? Nhưng mà tụi chị nhớ thôi. Nếu mà hay chị nhớ không lầm á là tuổi nó hình như là lớn hơn Út luôn á. Tại cái em thường nha. Tại em thường thường em quay lên em giới thiệu nhưng mà em nói phỏng phỏng em nói pháp không à, đâu biết nhiêu năm đâu. Cái xuồng này chắc cũng tầm 27-28 năm á. Ôi, nó bằng tuổi chị hả? Ừ, có hỏi lớn hơn tuổi chị nữa. Tại vì cái xuồng này hồi trước á là ba dùng để chở đất. Ừ. Lúc đó chị còn nhỏ xíu à. Là dùng để chở đất, chở bắt với chú Ba Nhân của mình đó. Ừ. Rồi chú Hai Nghĩa luôn nè. Đó, xong rồi thời gian sau rồi ba mới lấy mẹ đó. Chị hả? Ta không, lấy mẹ rồi chứ. Lấy mẹ có chị hai, có anh ba rồi. Rồi ba mới chở đất. Xong rồi dân câu, dân lưới. Nói chung là mưu sinh nhờ cái xuồng này là nuôi sống cả gia đình mình luôn đó Út. Chị hả? Ừ. Nói chung cái xuồng này gắn bó với cái gia đình mình rất là lâu rồi đó. Rồi còn cái chuyện mà hồi nãy chị kể là cái chuyện mà chị té xong á, xong rồi anh ba làm cách nào để mà cứu chị? Thì anh ba thấy chị chậu lên lú chấp tóc lên nó bay xuống nắm lòi lên đầu kêu ba mẹ về. Lúc đó là ba mẹ đang đi cưa củi cho ông bà Tư. Xong rồi cái về bồng chị, lúc đó chị sinh giờn rồi, cái bồng chị bọc một quại xong sóc nước chủng chấp chấp cái đầu chị chấp người xuống dưới đất á. Hèn gì đầu sóc nước ra, xong rồi đầu ấy lên lại, đầu chị ở được cái đầu ba mẹ mới nhẹ lòng. Nào lớp là trời, nói hồi đó hả, ba mẹ nuôi em nó khó lắm cả nhà ơi. Em hồi đó em sống giống như là sống bằng thuốc gì đó.
Trời ơi, hết té xong rồi mày qua bị phòng gánh giật giật mà tím người trơn cả nhà. Không hiểu kìa. Không kiếm gì. Có chi nãy giờ. Hôm nay nè. Em nói nhìn nhện, nhện. Em đang nói trên tay của em á. À. Cái hả? Phòng gánh giật tím người trơn cả nhà, ba mẹ phải bồng hả, bồng chạy bộ mà ra bệnh viện huyện á. Trời ơi, cực dữ lắm luôn. Có đời em là sung sướng nhất, đời Út là sung sướng nhất. Không biết cầm con lúa cắt ra làm sao luôn cả nhà. Út là sung sướng nhất cả nhà luôn, nhà luôn á cả nhà. Vì tôi Út hiểu còn biết cắt lúa với Út hiểu. Cái đó là tôi xin bó tay. Cái thời của Út hiểu là cắt máy không à. Đi ra đồng bắt chuột còn không dám chụp nữa. Đó chị Tư của Út hiểu đi ra đồng chụp chuột đồ này kia giỏi dữ lắm. Còn thế đều Út hiểu là ở nhà không à. Hiểu nha. Dạ xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà.